đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép, đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải kiên quyết, khôn khéo. Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trên hết. Tinh thần này luôn được lan tỏa mọi lúc, mọi nơi, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Ba xin nghe. Vâng, chúng tôi sẽ cho lực lượng ra nhé. Khi các tuyến phố lên đèn, người dân chìm trong giấc ngủ say, cũng là lúc các chiến sĩ cảnh sát 113 lên đường. Với phương châm nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lập tức tổ công tác đội phản ứng nhanh cảnh sát 113, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẩn trương chuẩn bị phương tiện, vũ khí lên đường làm nhiệm vụ. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay, với những thủ đoạn, phương thức hoạt động tinh vi, liều lĩnh, để đảm bảo an ninh trật tự, đội cảnh sát 113 thường xuyên tuần tra vũ trang trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân. Với các anh, dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, khó khăn hay nguy hiểm cũng không khiến các anh lùi bước. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì luôn luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần là sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc cũng như là ngành cần đến và cũng như là nhân dân cần đến. Và anh em luôn luôn trang bị cho mình những cái kiến thức về kiến thức nghiệp vụ cũng như là về sức khỏe để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành giao phó cho anh em. Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi. Dù ngày hè nắng lửa hay những đêm đông giá rét, những chiến sĩ cảnh sát cơ động lại có mặt trên khắp các tuyến đường trên địa bàn trọng điểm, nỗ lực hết mình vì sự bình yên cho nhân dân. Là lực lượng cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao, ở nơi nào phức tạp về an ninh trật tự, xuất hiện điểm nóng về an ninh nông thôn hay các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, thì ở đó đều có mặt cảnh sát cơ động sát cánh cùng các lực lượng chức năng đấu tranh, giải quyết, nhanh chóng ổn định tình hình. Đối diện với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, cũng như là các thanh niên, thiếu niên thường gây gổ và tụ tập, lạng lách đánh võng, bốc đầu, thì bản thân cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là trong tổ tuần tra thì luôn trang bị cho mình là đầy đủ về vũ khí, công cụ hỗ trợ, rồi là bản lĩnh của lực lượng cảnh sát cơ động là luôn luôn có một cái bản lĩnh vững vàng và luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối diện với hiểm nguy là thế, song với tính chất công việc đòi hỏi sự cơ động cao, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, chủ động duy trì các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, mục tiêu trọng điểm để phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vào ban đêm thì đây là một cái chức năng nhiệm vụ mà thường xuyên xảy ra các cái tình huống đột xuất, cho nên chúng tôi đã thường xuyên quán triệt về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, rồi quán triệt về nắm bắt về các cái quy định của pháp luật, rồi cũng như về cái quy trình công tác về tuần tra kiểm soát ban đêm, đặc biệt là các cái xử lý các cái tình huống mà các đối tượng sử dụng về vũ khí nóng, rồi là các cái hoạt động gây rối trật tự, rồi các cái đối tượng mà thường xuyên tụ tập để có thể là đua xe trái phép cũng như các cái hoạt động gây mất trật tự công cộng trên địa bàn. Thank you.
nhận lệnh là lên đường, lao vào những nơi mà người khác đang chạy ra để bảo toàn mạng sống, chiến đấu với giặc lửa để giành lại tài sản và tính mạng cho nhân dân. Đó là công việc của những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với rất nhiều nỗ lực trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra đã được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, tai nạn, sự cố vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa tính mạng của nhân dân. Và trên trận tuyến không tiếng súng này, mỗi người lính cứu hỏa vẫn luôn bước vào cuộc chiến với mệnh lệnh từ trái tim. Những tấm gương quả cảm của họ luôn tỏa sáng trước ngọn lửa và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm cao cũng như là lòng yêu ngành, yêu nghề, khi có đám cháy ra thì anh em sẵn sàng, thì mong muốn là đến đám cháy một cách nhanh nhất để làm sao tiếp cận được đám cháy cũng như là tìm được nạn nhân nếu mà có trong đám cháy để cứu được nạn nhân cũng như là cứu tài sản của người dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Với lực lượng thường trực chiến đấu, khó khăn, vất vả là vậy. Nhưng với mỗi cán bộ công an khu vực cũng là những đêm dài thức trắng giải quyết những vụ việc phát sinh trong khu dân cư. Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bình Xuyên luôn diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, khu vực thị trấn Ba Hiến, xã Thiện Kế, sau mỗi giờ tan ca, hàng nghìn công nhân bắt đầu trở về các khu nhà trọ hoặc tụ tập ăn uống, giải trí, khiến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây gặp không ít khó khăn. Là lực lượng trực tiếp tiếp nhận xử lý các vụ việc ngay từ ban đầu, các cán bộ công an xã không chỉ trực 24/24 giờ mà còn thường xuyên tuần dẻo khắp các ngõ xóm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Công an huyện Bình Xuyên đã phát động phong trào và mỗi cán bộ chiến sĩ trong huyện Bình Xuyên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trước mắt, đối với cán bộ quản lý địa bàn, nắm chắc, nắm rõ tình hình địa bàn, đề ra các biện pháp và tham mưu cho lãnh đạo công an huyện để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã làm ngày, làm đêm, gian khổ, khó khăn, bám và đề xuất các biện pháp để chúng tôi có những cái chỉ đạo, chỉ huy các cái địa bàn rất là phức tạp như là Ba Hiến hay Thiện Kế đều giữ vững và đảm bảo cho các cái công ty, các doanh nghiệp hoạt động, phát triển kinh tế, giúp phát triển cho Vĩnh Phúc nói chung và huyện Bình Xuyên nói riêng. Mặc dù khó khăn, gian khổ, song với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, về tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi khu phố, thôn làng. Lực lượng công an Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nổi bật là chúng tôi là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai là chúng tôi đã đảm bảo giữ vững cái môi trường ổn định về chính trị, rồi đảm bảo tốt cái sự ổn định về kinh tế để phục vụ cho cái việc các cái nền kinh tế, các doanh nghiệp để duy trì kinh doanh sản xuất đảm bảo ổn định, rồi an ninh của các vùng nông thôn để bà con nông dân yên tâm chăm lo sản xuất trên cánh đồng ruộng của mình. Lực lượng công an Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, rồi các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu, triệt phá các băng ổ nhóm, không để hình thành các cái ổ nhóm băng đảng xã hội đen hoạt động có tính chất coi thường pháp luật, rồi triệt phá các cái tệ nạn xã hội, đặc biệt là tín dụng đen, cờ bạc, ma túy, mại dâm và giữ vững trật tự an toàn giao thông. Tự hào truyền thống của lực lượng công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn một lòng sắt son phụng sự Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ,
mãi là lời thề sắt son trong trái tim mỗi người chiến sĩ công an nhân dân.